mở đầu bộ phim tại một vương quốc ở thời trung cổ nhà vua và người dân đã tập hợp lại để chuẩn bị đưa một nữ phù thủy lên hỏa thiêu tên tể tướng này cho rằng phù thủy là lý do khiến bệnh của nhà vua mãi vẫn chưa chưa khỏi họ đã cho phóng hỏa thì đột nhiên tiếng khóc của một đứa bé đã xuất hiện trong đám cháy một vị kỵ sĩ mang bộ giáp bạc với đầu sói đã từ phía sau nhà vua lao đến lao đến tên tể tướng đã đứng ra chặn cho nhà vua nhưng người kỵ sĩ kia chỉ nhảy xuống cứu đứa bé rồi gọi một con ngựa sắt đến để chạy đi Tên tể tướng sau đó đã cho quân đuổi theo vì cho rằng người hiệp sĩ kia là đồng bọn với phù thủy. Vì nhà vua từ lâu đã bị nữ phù thủy tên là Anna kia nguyền rủa nên giờ theo lời tể tướng ông ta đã cho truy lùng toàn bộ phù thủy trên khắp đất nước. Chỉ trong một năm đã có hơn 100 phù thủy bị bắt giữ, tra tấn hoặc thậm chí là tử hình. Và đó là câu chuyện của 17 năm trước. Và giờ ta gặp được German, ông ta được người ta biết đến là một nhà tu hành nhưng lại xa đà và gái gú. German cho cô gái này biết phù thủy là những người phong ấn quỷ dữ việc phù thủy bị thanh trừng sẽ khiến lũ quỷ dễ lộng hành hơn các linh mục hay nhờ thờ gì cũng không đủ để ngăn cản chúng đang luyên thuyên thì con trai của ông ta là leon đến tìm ông bố vẫn ham gái nên đuổi thằng con về trước và bị cậu ném cho một cục đá thẳng đầu nhưng tên tể tướng năm xưa biết leon và cha cậu không phải người thường nên đã cho quân canh gần nhà cậu và sẵn sàng để phục kích dơ đang tán nhảm với cô gái này thì cũng nhận ra cô ta là một con quỷ nhưng cứ cố ngây thơ để hưởng thụ thêm tí căn nhà lúc này đã bị quân lính phóng hỏa còn mừn thì đã ngay lập tức rút dao ngay khi con quỷ chui lên chỉ một đường kiếm thì cô gái đã không còn mà chỉ còn con quỷ mừn chính là người hiệp sĩ đã bỏ trốn năm xưa và ông với Leon được gọi chung là ma giới kỵ sĩ có nhiệm vụ phong ấn những con quỷ đứa bé năm xưa ông cứu chính là Leon bây giờ cậu đã chạm mặt tên quỷ đột lốt người này và kéo hắn ra khỏi ngôi nhà để chiến đấu cậu tung dây gì đó trói hắn và ép hắn phải trở lại nguyên dạng ác quỷ cậu tiếp tục đánh cho hắn đến khi đã cố định hắn trên đất đám lính thì đã sợ hãi mà bỏ chạy Leon đã lao đến chém đứt hai chân con quái rồi dùng thanh kiếm dài này thông nó đến chết sáng hôm sau thì German mới về cậu biết cha đã biết nên mới đuổi bản thân về ông cho rằng đây là một bài thử thách cho cậu cả hai quyết định sẽ quay về nơi mẹ Leon là Anna đã bỏ mạng năm xưa để cứu rỗi nơi này cùng lúc đó ở vương quốc kia thì nhà vua đã phong tức hiệp sĩ ánh trăng cho con trai là Alfonso cậu ta nhận được chiếc vòng cổ từ mẹ thì trợ lý của tên tể tướng đã nhận ra gì đó nên nhanh chóng lui vào trong từ ngày xưa bọn linh mục đã không đáng tin khi hiến tế con chiên để lấy sức mạnh từ quỷ và những người có nghĩa vụ săn lùng chúng là ma giới kỵ sĩ và biểu tượng của họ cũng là thứ mà hoàng tử Alfonso vừa nhận từ mẹ. Trong lúc đó, German đã đến tìm một thực thể thần thánh cai quản ngôi đền này và thắc mắc vì số lượng hiệp sĩ ngày càng ít. Bà ta cho biết lý do là ở tên Mendoza, hắn từng là giả kim ma giới và được giáo hội ủng hộ. Hắn lúc này nghe tin Alfonso mang trong mình dòng máu của ma giới kỵ sĩ thì liền tức giận và lên kế hoạch để loại bỏ. German không biết sao Mendoza lại anti các hiệp sĩ như vậy nhưng bà ta không nói mà chỉ giao ông việc là đi khôi phục lại trật tự cho phù thủy và thẻo luôn Mendoza nếu cần. Ông đã ra về thì thấy Leon ôm tay với đầy ấn chú đang ngủ. Ông đã đạp thằng con xuống nước để cậu ta hạ hỏa rồi lên đường. Cả hai đã nghỉ chân thì German cho rằng Leon nên thoải mái nếu không ấn chú sẽ tiếp tục xuất hiện và cậu ta sẽ chẳng thể có bạn gái. Cậu tức giận nên lao vào đấm nhau với ông già. Trong lúc đó, Alfonso đã có đủ tư chất và sức mạnh để trở thành một vị vua tốt. Hoàng hậu thì đang chăm sóc nhà vua thì tên Mendoza tìm đến và bịa rằng trong trà có độc và đổ lỗi cho hoàng hậu nhằm trục xuất bà và Alfonso đi. Quay lại với hai cha con, German đã bán đi hai con ngựa để tránh bị lộ. Đồng thời cũng cần thêm tiền để ăn chơi nhằm kiếm ra thêm một đứa con nữa để kế thừa bộ giáp của bản thân. Leon nguyền rủa ông sẽ không có được người thừa kế và tự hỏi mẹ mình thích gì ở một gã như German. Cậu đi đến được một dàn hỏa thiêu và biết phụ nữ mất tích gần đây khá nhiều nên phù thủy lại bị đổ lỗi. Một phù thủy là Emma cũng vừa bị bắt nhưng cô ta chẳng có vẻ gì là lo sợ. Tối gió, German và Leon quyết định đi cứu người vì Emma có thể là đồng minh. Còn luật sư do bị bắt là vì ma giới kỵ sĩ bị cấm làm hại dân thường. Emma lúc này đã chạm trán tên linh mục và phát hiện lão ta là một con quỷ. Lão ta định tra tấn cô thì German và Leon phá cửa xông vào. Leon đã đi lo con quỷ German muốn đến cứu người thì Emma chẳng cần mà tự phá khóa rồi lao ra giành đánh với Leon. Con quỷ đổi dạng và ném Leon rơi thẳng xuống giàn thiêu khiến cậu nhìn ra hình ảnh mẹ mình trước đây bị thiêu rụi ra sao. Cậu đã mất kiểm soát và kích hoạt bộ giáp. Tên quỷ ném xích vào cậu thì lửa tỏa ra lan theo sợi xích khiến Emma bị thương. German đã buộc phải can thiệp để cản con trai lại. Ông đã kìm hãm được Leon trong khi đó thì Emma đã nhẹ nhàng xử gọn tên ác quỷ. Cô cho rằng Leon vẫn còn quá non nên bỏ đi. Alfonso lúc này thì nghe được chuyện mẫu hậu bị áp giải đi nên đuổi theo thì được bà cho biết là Mendoza đã phản bội nên cậu cũng phải nhanh chóng rời khỏi đây. Hãy mạnh lên để sau này về giành lại vương quốc. Ngày hôm sau, hai cha con đang ngồi uống ở một quán rượu thì thần khuyển gửi thư đến và cho biết Jabu ra Buja sắp được hoàn thành. Nó là một con quỷ thiện và sẵn sàng ban sức mạnh và dẫn lối cho hiệp sĩ khế ước với nó. German muốn lấy thứ đó sớm để kìm hãm ngọn lửa hận thù của Leon. Emma sau đó đã tìm đến cả hai và quyết định theo cả hai khôi phục lại nơi này. Cô nhìn ra vết ấn của Leon thì nhận ra gì đó nên đã xin cậu đừng để bụng mấy câu đùa của cô. Sáng hôm sau hai cha con đã lên đường mà không thèm chờ em à. Nhưng cô cũng đã đi trước, cả hai tìm đến hang động của một vị tiến sĩ nhưng người học việc của ông đã không phân biệt được mà tấn công. Lúc vỡ lỡ ra thì anh ta bị tiến sĩ chửi lên chửi xuống nên tự ái mà bỏ vào. Họ từ lâu đã có quen biết nhau vì chính German đã đưa ông ta chiếc nhẫn da bu ra để ông sửa chữa giúp. Ông đã sắp hoàn thiện việc sửa chữa để giúp Leon hoạt động ổn định mà không sợ bị mất kiểm soát thế nhưng khi ông đã hoàn thành thì tên học việc đã bị Jaba ra cám dỗ và ra tay sát hại ông để chiếm giữ Jaba ra làm của riêng. hắn bỏ chạy cùng chiếc nhẫn thì bị Emma tóm được. cô chưa kịp lấy chiếc nhẫn đi thì hai cha con tìm đến. tên học việc đã đổ hết tội lỗi lên đầu Emma rằng cô chính là người đã giết ông tiến sĩ để cướp đồ. nhưng khi Leon đuổi đến thì Emma nói bản thân chưa hề lấy được và tên kia vẫn đang giữ. cô nhận thấy tên này sắp hóa quỷ và lo rằng tiến sĩ có sao hay không. German sau khi cho ông tiến sĩ nhắm mắt thì đã bắt tại trận tên học việc vì hắn nói quá lỗ hồng. Tên này hóa quỷ và đuổi theo German ra ngoài. Đang định đeo nhẫn để bung sức mạnh thì German cho biết Zabuza chỉ hoạt động với hoàng kim giáp của Leon nên dù là ai khác cũng không thể nào dùng được. Sự phẫn nộ đã biến tên này thành quỷ. Leon nhận trách nhiệm diệt trừ và dù không yên tâm thì German vẫn phải để cu cậu tự làm vì chỉ có làm thì mới có ăn. Cậu mặc giáp và lao đến chiến đấu nhưng lại bị sức mạnh của hắn áp đảo và ấn chú lại xuất hiện. Emma đã giúp cậu một chút xem như trả đũa lại tên học viên pha nãy, cậu đã khiến vị trí chứa Zabuza ra lộ ra nên lao đến và giành lại nó. Zabuza đã lập khế ước với cậu và điều kiện là cậu phải cung cấp sức mạnh cho nó mỗi dịp trăng non, cậu nhận kèo và nhanh chóng hạ gục nốt con quỷ. Emma sau đó đã phong ấn lại hang động mà tiến sĩ ở lâu nay để bảo toàn nghiên cứu cho ông. Cô sau đó rời đi và muốn họ đừng bám theo cô là được. German biết thừa là cô ta đã gắn định vị lên người Leon nên mới biết rõ vị trí của họ như vậy mà đuổi theo. Trong lúc đó Alfonso đang chạy trốn khỏi quân lính thì chúng hiện nguyên hình là quỷ. Kiếm của cậu không đủ để đấu lại nhưng một ma giới kỵ sĩ đã xuất hiện và giải vây, ông ta đã đưa Alfonso đi theo đến nơi nào đó. Hai cha con thì vẫn lên đường thì Leon muốn biết họ đang đi đâu. German đang đi đến một ngôi làng gần đây để phê pha chút, nhưng khi đến nơi thì cả làng có vẻ u ám. Cả hai thấy nơi này có vẻ không ổn để ở lại, nhưng vì nhiệm vụ nên German đã hỏi trưởng làng về việc người mất tích ở làng. Trưởng làng không cho biết gì mà còn đuổi cả hai đi vì ông ta cho rằng cả hai là điểm gở. Cả hai đành đứng ngoài rìa làng nghe ngóng, Leon định bỏ về thì German giữ lại. Đột nhiên cả hai thấy một cậu nhóc gần đó đang bị đám trẻ trâu bắt nạt, chúng cho rằng mẹ cậu nhóc này là phù thủy và đã nguyền rủa cả làng. German đuổi cả đám đi rồi đưa cậu nhóc về nhà. Vừa đến nhà, German đã bị mẹ của cậu nhóc hớp hồn. Ông gạ gẫm một lúc thì mới vào chuyện chính, German muốn biết về chuyện đã xảy ra trong làng. Cô gái đây cho biết rằng cô bị người làng đồn là phù thủy vì là người từ ngoài làng đến ở. Vào một ngày làng đột nhiên có người mất tích nên bất hạnh bắt đầu xuất hiện. Trong cô vì đi đường mà bị cướp tấn công nên cũng ra đi. Con trai cũng bị trầm cảm từ đó và làm bạn với một con búp bê gỗ tìm được trong rừng. Đột nhiên người làng kéo đến vì con họ mất tích nên muốn bắt cô gái đây đi. German không thể xen vào nên đành cùng Leon đi giải quyết. Cậu nhóc đã bỏ chạy nên hai cha con chia ra giải quyết. German đã đốt nhà trưởng làng rồi nhân cơ hội đi cứu cô gái giữa đường thì ông bị dân làng cản lại. Ông ta nhận thấy Leon không ở đây nên đã thả cả hai đi và sau đó ra lệnh thi hành nghi thức. Leon lúc này đã tìm được cậu nhóc ở một túp lều gần đầm lầy. Nơi đây toàn là tượng gỗ và cậu khi vừa tìm được đã đưa cậu nhóc về nhà. Cậu hỏi về chủ nhân căn lều kia thì được cho biết là một tiểu phu từng sống ở đó và là người bị gọi là quỷ trước mẹ cậu nhóc lúc trở về. German cho biết người làng không có ai là quỷ, do vậy nên cả hai nghi ngờ cậu nhóc chính là quỷ. Nhưng khi kiểm tra thì cậu nhóc không hề bị gì nghi ngờ là do tác động từ bên ngoài nên leon đã hỏi cô gái về người tiểu phu kia cô cho biết làng đã tổ chức một nghi thức trừ ma quỷ và lấy đi mạng của người tiểu phu nghe vậy thì leon nhận ra uất ức của người tiểu phu đã khiến con búp bê gỗ mà cậu nhóc mang theo hóa quỷ cậu chạy theo tìm còn trong lúc đó làng cũng đến để thanh trừ nốt cô gái leon vừa tìm được thì muốn cậu nhóc đưa ra con búp bê vì nó chỉ đang lợi dụng cậu nhóc con quỷ lộ diện và leon cũng buộc phải đứng ra chiến đấu nhưng nó đột nhiên thay đổi mặt thành của cậu nhóc khiến leon dừng tay và rồi chạy thoát cậu nhóc cũng không cho cậu đuổi vì nó muốn cùng con búp bê gỗ kia trả thù cho cha vì cha cậu nhóc từ tham gia nghi thức và thấy nó sai trái nên đã đi báo cho giáo hội và bị cả làng trừ khử con quỷ sau đó đã mò đến căn nhà và làm thịt hết dân làng lão trưởng làng sắp đi bụi luôn phi Leon về kịp và cứu lão cậu đã không nhân nhường bởi chiêu trò lần trước và thẳng tay kết liễu con quỷ cậu nhóc đau lòng đấm vào lưng Leon nhưng chuyện cũng đã rồi sáng hôm sau hai bên chia tay nhau để tiếp tục con đường của riêng mình Alfonso lúc này đã theo ông chú kỵ sĩ kia đi diệt quỷ, cậu muốn mượn sức mạnh của ông để về phục quốc và cứu cha mẹ. Cậu quá yếu và không thể diệt quỷ được như ông, nhưng ông muốn cậu biết thân biết phận trước rồi tính, ông giới thiệu bản thân là Raphael và là bạn của Hoàng Kim hiệp sĩ đời trước. Sáng hôm sau, Leon sút ông bố dậy để đi tiếp, nhưng khi vừa ra cửa thì Jabu ra cho biết hôm nay đã là ngày trăng non nên nó đã hút năng lượng như khế ước. Còn Anfonso thì được Raphael đưa đến một ngôi đền đổ nát và cho biết bản chất của quỷ là gì. Và Mendoza dùng cách nào để điều khiển quỷ và tại sao hắn lại ghét các kỳ sĩ? Tất cả đều vì hắn là một fan cùng của quỷ. Mấy ông trông chờ vào lý do gì đó thâm sâu hơn hả? Raphael còn cho biết thêm rằng Alfonso cũng có dòng máu của Hoàng Kim kỳ sĩ. Trước đây, phù thủy Anna đã sinh ra một đứa trẻ trước khi bị thiêu và họ đều mang trong mình dòng máu của Hoàng Kim hiệp sĩ. Nhưng từ trước đó rất lâu, Anna và mẹ của Alfonso là hai chị em. Anna thì đi tham gia chiến trận còn Hoàng Hậu thì được quý tộc nhận nuôi. Hoàng hậu không hề biết gì về sự tồn tại của quỷ nên được sống rất yên bình. Nhưng giờ Leon đã kế thừa hoàng kim giáp nên Alfonso muốn mượn sức mạnh từ Raphael. Cậu muốn biết bản thân đủ hay chưa thì bị Raphael vung cho một kiếm, thấy cậu vẫn đỡ được nên ông tạm xem cậu đủ tư cách, nhưng vừa đưa kiếm cho thì cầm không nổi nên Alfonso sẽ còn phải tập nhiều. Trong lúc đó, Mendoza đã quyết định sử dụng hoàng hậu như là cái bẫy để bắt Alfonso nếu cậu vác mặt về đây. Trong lúc đó, Alfonso và Rafael đã ra khỏi kinh thần và đến một ngôi làng nhỏ trông rất u ám. Rafael muốn tiếp tục công việc diệt quỷ và tên ở đây là một trong số đó. Vừa tìm vào cả hai bị một tên lính tấn công, Rafael rung chuông một cái con quỷ đã hiện nguyên hình. Ông ở lại chiến đấu còn Alfonso đã vào trong, cậu gặp một nhạc sĩ và hai mẹ con đang ôm nhau khóc. Một con quái vật bước ra và Alfonso đã buộc phải cứu hai mẹ con trước. Cậu cố tấn công ra sao con quái cũng chẳng thấm tháp, Họ phải câu giờ đến lúc Raphael quay lại và kích hoạt giáp sửa đẹp con quỷ. Ông mặc lên bộ giáp và cho con quỷ một đòn bay hơi. Lúc ra bên ngoài, Raphael cho biết cậu đã đủ tư cách để ông truyền lại sức của kỵ sĩ. Trong lúc đó, Leon mơ thấy hình ảnh của hoàng kim kỵ sĩ đời trước kiêm ông ngoại cậu. Ông cho biết đây là nơi mà không gian bị Zabu ra hấp thụ được tụ về. Khi tỉnh dậy thì Leon cùng cha đã được một đoàn lữ hành cho đi nhờ. Cậu định hỏi về ông ngoại nhưng rồi lại thôi. Họ sau một ngày đi xe ngựa thì cũng đã thấy được nơi mọi thứ trong đời của Leon bắt đầu, hai cha con vào thành thì đã chia nhau ra nghe ngóng. Để chắc chắn ông bố không ăn chơi thì Leon đã giữ lại hết tiền. Cậu vào chợ tìm hiểu thì bị mấy bà cô này nỉ mua này mua nọ. Emma đã xuất hiện để kéo cậu ra khỏi mớ rắc rối và khuyên cậu nên bớt nóng nảy và kêu gào linh tinh đi. Cô ta sau đó lại lủi đi mất. Trong lúc đó, German tìm được thông tin về một kẻ mặc giáp đen từ đầu đến chân. Hắn đã là người khôi phục lại mảnh đất này để nó tốt hơn. Nhưng kẻ đó đã khá là bạo tàn và đã tuyển quân để dành cho mục đích xấu. Con trai của ông thợ rèn đây đã bị bắt đi vì vậy. Ông sau đó không muốn nói thêm nên đã bỏ về và đi gặp quân lính để hỏi tung tích con trai nhưng họ thậm chí không biết ngày hôm sau, Leon vô tình giúp đỡ cậu trai làm việc cho ông thợ rèn tối qua và muốn nhờ Leon giúp, lúc trở về hai cha con lại gặp nhậu nên ăn trực nhà này một hôm. Cậu trai này rất coi trọng và lo lắng cho ông thợ rèn vì ông ta đã nhận nuôi cậu từ nhỏ, thấy cha con Leon vui vẻ khiến ông thợ rèn không chịu được mà to tiếng cậu trai kia đã phải nói ra yêu cầu muốn họ giúp. Rằng con trai của ông thợ rèn thực sự đã chết nhưng ông vẫn không tin mà phủ nhận nó và giờ ông ta đã trở thành một con quỷ. German buộc phải tìm đến để giải quyết ông ta với tư cách của một người bạn, ông mặc giáp, và lao đến đánh nhau một lúc thì ném xích găm vào con quỷ rồi nhảy lên và tự kéo bản thân trở lại, và đá vào mùng con quỷ, việc sau đó chỉ đơn giản là kết liệu. German chính thức hạ được ông thợ rèn và chấm dứt ông ta, cậu trai đau lòng khi chưa thể báo hiếu được cho ông. Emma tìm đến nên German đã tìm cô ta hỏi vài thứ. Trong lúc đó, Mendoza đã cho một tay sai mạnh mẽ ra trận. Tối hôm sau, German lại ra ngoài kiếm thông tin từ các cô gái. Leon đang tức ông già nên định nằm ngủ thì bà chủ trọ đã nghĩ rằng cậu là hoàng tử đang bị truy nã nên gọi quân lính đến. Leon đã nhanh chóng đánh trả và trốn đi thì chạm mặt tên tay sai mà Mendoza phải ra. Cậu nhanh chóng tìm cách để trốn đi nhưng hắn đã sử dụng đến cả bộ giáp kỵ sĩ để chiến đấu buộc cậu cũng phải đáp trả cậu cố chiến đấu thì bị tên này ao trình hoàn toàn buộc Emma phải đến cứu, nhưng cô vì cứu Leon mà đã bị dính đòn của tên này. Leon bị thổi bay đi và khi tỉnh dậy cậu thấy bản thân đang ở trong một căn phòng và bị người ta gọi là người sói. Cậu đã hoảng sợ và hại chết mọi người rồi bỏ chạy. Cậu cố chạy thì lại một lần nữa tỉnh dậy và chưa nhớ được gì. Một cô bé đã gọi cậu là anh trai và bố cô cũng nói cậu là con ông và cậu đã bị người sói tấn công nên trí nhớ còn chưa ổn định một tên hề đến thổi sáo và đưa những đứa trẻ đến nhà thờ nơi chúng sẽ được chọn để đến một nơi tốn hơn cô sơ đây bị sốc khi thấy leon nhưng vẫn cố tỏ ra không biết gì cậu đã trôi theo cuộc sống này cho đến tối đó thì cậu cầm lại được thanh kiếm và nhớ ra hết cậu biết ông bố kia là người đã bỏ thuốc cậu để cậu bị thôi miên ông làm việc này chỉ vì cô con gái cô thực ra là con của một người bạn sau khi sinh cô ra thì chồng của người đó mất nên cô ta đã tái hôn và con trai của người chồng mới chính là người anh mà cô rất thân thiết và gần gũi nhưng người chồng mới đã bị phát hiện là người sói và cả hai bị quân lính sát hại người anh cũng biến mất không rõ dấu vết nên ông ta mới đành phải cho leon thành người anh thay thế nhằm an ủi con gái nuôi cả hai nhận ra cô gái vẫn chưa về nên đã đến nhà thờ tìm leon biết đoàn này là đám lừa đảo và dụ lũ trẻ đến đây rồi bán chúng làm nô lệ cậu đã đuổi theo và đến cứu một đứa trẻ trong lúc chúng đang bị giải đi cậu biết tên hề chính là người anh trai đang cố trả thù cho cuộc đời cậu không muốn đồng cảm nên bật giáp lên đấu cậu dùng hai chiếc dây sau lưng trói chặt cậu ta lại và cứ thế dứt điểm một cách nhanh chóng. German tối đó lại sửa soạn tương tất chỉ để đi chơi gái nhưng lại biện minh rằng bản thân đi moi thêm thông tin. Đã vậy ông còn chuẩn bị thêm một cái gương như là quá để tặng cho các cô gái khiến Leon tức giận mà sút cho ông già một cú. Và đó là lý do German đến gặp người tình tay trắng và không có quả cáp gì cả. Đang vui vẻ thì German nghe thấy quân lính đang đuổi theo ai đó. Sáng hôm sau, German rời khỏi nhà thổ thì thấy một cô gái chạy ngang qua nên đã giữ lại hỏi chuyện. Cô gái cho biết là bản thân đang bị vài kẻ đuổi theo, chúng yêu cầu German giao cô gái ra cho chúng. Nhưng ông đã lấy ra huy hiệu của bản thân để dọa chúng sau đó bế cô gái chạy đi. Cô gái khi thấy chúng đã bị bỏ xa thì đã chỉ cho German chỗ để trốn đi. Cả hai đến một nhà kho và cô gái cho biết bản thân là Irene và vài ngày trước có đập chai rượu vào đầu một tên ở quán rượu. Lúc đó không bị gì cả nhưng đến hôm nay cô lại bị chúng truy đuổi. Cô sau đó muốn trả ơn German thì ông chỉ xin một nụ hôn. Nhưng Irene lại cho ông một nụ hôn khiến ông thấy tiếc vì không xin điều gì đó lớn hơn, nhưng Irene vẫn cho ông cái gì đó mà ông muốn thật nên German cũng không ngại mà nhận lấy. Nhưng đột nhiên ba tên kia xông vào và Irene thật ra là đồng bọn của chúng, chúng đã cố tình gài bẫy để cướp tiền của German. Ông đã chịu thua và chỉ xin lại bộ đồ, nhưng chúng không trả nên ông đã nói là sẽ chỉ tha cho Irene. Ông sau đó leo lên thăng và nhảy lên đầu một tên rồi tính đến lấy đồ nhưng một tên đã ném dao găm để giữ đồ của German lại buộc ông phải không mảnh vải mà bỏ chạy ngoài đường. German đã lấy chiếc khăn trùm đầu của một cô gái trên đường để che hàng mà bỏ chạy. Quân lính nghe hai cô gái báo lại rằng German là kẻ biến thái nên đã đuổi theo ông. German sau đó đã ghé qua chỗ của một cô gái đang phơi đồ nên đành mượn tạm ga giường để cuốn tạm. Quân lính tìm đến và nhắm vào German nhưng lại bắn nhầm sang cô gái nên ông đã bắt mũi tên lại và rời đi. Ông nhận thấy quân lính muốn bắt ông để hỏi ra vị trí của mụ phù thủy khiến ông thấy khá là khó hiểu. Ông sau đó gặp được vài đứa trẻ và chúng bắt đầu xin đồ trên người ông. Thấy một đứa nhóc bị ốm thì ông đã nhường lại chiếc ga giường cho cậu nhóc giữ ấm rồi chạy đi tiếp. Ông sau đó gặp được Emma và được cô xử lý giúp đám lính. Emma không hiểu sao ông vẫn đi chơi được trong khi con trai ông thì đang gặp rắc rối. Cô cho German biết rằng Leon đêm qua đã bị hắc kỵ sĩ tấn công, kẻ đó tên thật là Dion và German có vẻ biết kẻ này. Leon hiện tại đã trốn thoát được và German mừng là con trai đã tự nhìn ra được thực lực của bản thân. Ma giáp kỵ sĩ được tạo ra để bảo vệ loài người chứ không phải để đánh nhau, và chừng nào Leon chưa tiếp thu được điều này thì cậu vẫn chưa thể làm kỵ sĩ hoàng kim được. Ông sau đó đã cảm ơn Emma một lần nữa rồi rời đi. German sau đó đến tìm nữ thần và hỏi bà thông tin về Dion. Bà ta biết kiểu gì German cũng sẽ tìm đến bà để hỏi mấy thứ này. Ông cho rằng bà ta quả nhiên đã tạo ra một tên khốn. Năm xưa German cùng Dion và một cô gái là Anna đã là ba người bạn thân thiết. Cả ba thường xuyên luyện tập cùng nhau và German cùng Dion luôn là hai người tiến bộ nhanh nhất, nhưng vào một lần, cả ba bị quân lính truy sát, German đã đứng ra bảo vệ Anna và bị tên bắn bị thương ở tay. Dion thấy vậy thì quyết định nhường lại ngựa cho cả ba rời đi và bản thân thì ở lại đối phó với đám lính. Dion dù xử lý hết được đám lính đầu tiên nhưng khi một đoàn nữa kéo đến thì cũng đành bất lực. Ấy vậy mà giờ đây, Dion lại ở trong cung điện và chờ German tìm đến lần nữa. Còn German lúc này đã quay về nhà kho để tìm đồ thì lại gặp Irene. Cô ta giờ không có ý định lừa ông nữa mà cần ông giúp thật. Vì đồng bọn của cô ta đã biến thành quái vật, ông đã tin vì ngay sau đó thì một tên nữa tìm đến và hóa quái vật ngay trước mặt cả hai. German sau đó đã lao đến và cầm dao xử lý tên quái vật. Ông sau đó quyết định ở lại với Irene tối nay. Sáng hôm sau German đã rời khỏi nhà kho thì lại bị quân lính đuổi theo. Ông sau đó gặp lại Leon và nghe tin cậu đã thua hắc kỵ sĩ. Ông muốn cậu phải tự mình mạnh lên vì ông sẽ không cho cậu mượn sức mạnh. Cậu cũng không có ý định nhờ ông già giúp đỡ nên German đã xin cậu ít tiền để chuộc lại đồ. Leon đã ném cho ông một túi tiền rồi rời đi. Ta sau đó gặp được Raphael, ông từng là bạn của Hoàng Kim Kỵ Sĩ. Ông đã đưa Alfonso đến một tàn tích và bắt đầu những ngày tháng luyện tập cực khổ ở đây, nhưng dần dần, dù kỹ năng của Alfonso vẫn chưa xuất sắc thì Raphael đã nhận thấy bản thân không còn nhiều thời gian na nên đã đến tìm nữ thần để nhờ bà ta tìm giúp một con quái vật để ông dùng làm bài kiểm tra cho alfonso bà ta đã chỉ cho rafael về một con chimera nhưng con đó khá là nguy hiểm và nếu bất cẩn thì alfonso sẽ chết nhưng rafael đã quyết định là nếu alfonso chết thì mọi thứ sẽ kết thúc rafael vừa đi không lâu thì leon đã tìm đến cậu cũng muốn tìm một con quái vật để nâng cao trình độ thế là nữ thần đã có thứ để sắp xếp cho cậu tối đó rafael đã trở về tìm alfonso và cho biết sắp tới ông sẽ có bài kiểm tra đánh quái vật cho cậu ta nhưng cậu ta lại bối rối vì bản thân chưa luyện tập giỏi đã bị đẩy đi đánh nhau nhưng rafael cho biết mendoza lúc này đang thực hiện kế hoạch của hắn và nếu họ không làm gì thì cả đất nước rồi sẽ ngập tràn quái vật và ngay lúc này đang có một con chimera làm loạn ở đường cao tốc ông cần alfonso hạ gục nó để giúp tuyến đường được lưu thông trở lại sáng hôm sau alfonso đã chính thức lên đường còn Leon lúc này đã đến thị trấn gần con đường cao tốc kia, cậu vô tình gặp được Alfonso đang bị người ta ăn vạ ở đây. Leon đã đến giải quyết giúp và đuổi được tên ăn vạ kia đi. Cậu sau đó cũng quay đi và một lúc sau lại thấy Alfonso gặp rắc rối với việc tìm nhà trọ nên đành phải giúp đỡ thêm lần nữa. Tối đó, lúc cả hai ngồi ăn cùng nhau thì Leon đã nghe tin và tưởng Alfonso là hoàng tử đang bị truy nã, nhưng cậu ta đã nhanh chóng chối bỏ điều đó. Leon cũng khuyên Alfonso ngày mai đừng đi theo cậu nữa vì cậu chỉ ở đây một thời gian alfonso cũng bảo leon yên tâm vì đích đến của cậu ta cũng ở gần đây thôi nghe vậy thì leon đã có chút nghi ngờ vào đêm đó leon đã không ngủ mà chạy đi diệt quái trước nhưng cậu ngay sau đó đã chạm mặt alfonso và cả hai đều lừa nhau là bản thân chỉ đi dạo rafael lúc này thì đang bắt đầu bị căn bệnh hành hạ nhưng ông vẫn gắng gượng vì ông chưa thể chết khi chưa hoàn thành xong nghĩa vụ quay lại với hai cậu trai trẻ cả hai giờ đây đều hướng về một nơi và cố ngăn người kia đi tiếp vì rất nguy hiểm nhưng dần dần thì cả hai nhận ra cả hai đều cùng nhắm đến cùng một mục tiêu cả hai sau đó đã sớm chạm mặt một con quái vật dạng cánh cổng có hai bộ xương tử thần canh giữ leon vẫn khuyên alfonso nên rút lui nhưng alfonso đã bắt đầu nói ra việc trận chiến này có ý nghĩa lớn như nào với cậu ta thế là leon quyết định sẽ hợp tác với alfonso cậu sẽ lo liệu hai bộ xương còn alfonso sẽ lo phần còn lại leon sau đó đã nhảy lên lưỡi hái và lao đến đâm vào mặt bộ xương tử thần cậu sau đó leo lên chém đứt tay để lưỡi liềm bay sang con còn lại và thành công xử lý cả hai con alfonso sau đó đã lao đến và đập vào cánh cổng khiến nó nứt ra nhưng nó ngay lập tức dừng lại và hất văng alfonso xuống dưới cánh cổng sau đó mở ra và bắn một tia sáng phá hủy mọi thứ trên đường thẳng leon biết là bản thân không thể để cho alfonso xử lý nữa nên đã kích hoạt bộ giáp và tiến lên chiến đấu với nó nhưng leon sớm bị cánh cổng áp đảo và đè vào vách đá đúng lúc này thì rafael tìm đến ông đã biến hình và lao đến đâm một nhát vào cánh cổng sau đó bị những cánh tay trong cánh cổng đâm xuyên ông đã ném thanh kiếm về phía alfonso và yêu cầu cậu ta hãy sử dụng bộ giáp và tiễn ông cùng cánh cổng ra đi ông đã hoàn thành nghĩa vụ của mình và giờ thì cần sự giải thoát ngay sau đó ông đã bị những con quái vật ăn thịt khiến alfonso rất tức giận cậu cầm lấy thanh kiếm và sau đó biến hình rồi lao đến phía sau cánh cổng và tung một đòn xuyên qua rồi thành công phá hủy cánh cổng dù đã có được sức mạnh nhưng Alfonso rất đau lòng khi phải đánh đổi bằng việc mất đi người sư phụ đã dạy dỗ cậu ta bấy lâu nay. Alfonso sau đó đã trở về tàn tích để làm mộ cho sư phụ. Alfonso giờ đây cũng đã biết Leon là ai và cho rằng người ta thường ca tụng Leon là anh hùng. Nhưng cậu cho rằng bản thân chỉ có mục đích là tiêu diệt Mendoza và diệt trừ quái vật. Và Alfonso cũng có mong muốn tương tự nên cả hai đã quyết định nhận nhau làm bằng hữu. Leon sau đó đã về lại thị trấn thì bị quân lính bắt gặp. Nhưng cậu lại may mắn được Emma cứu giúp. Cô hỏi cậu chắc hắn đã tìm ra được gì đó nên mới quay về đây. Vì cô dám chắc cậu không về đây để gặp ông bố rửa hơi của cậu, cậu sau đó đã mang đồ về cho Alfonso và cậu ta thắc mắc khi không thấy German đâu. Alfonso đột nhiên gọi German là chú khiến Emma tìm đến và thấy thắc mắc. Cô biết thừa Alfonso chính là vị hoàng tử bị truy nã nhưng vẫn thắc mắc tại sao Alfonso lại gọi German là chú. Đột nhiên họ phát hiện German lại trần trùng và bị chồng của một cô gái nào đó đuổi theo ông sau đó trốn được và gặp lại nhóm Leon trong bộ dạng không thể nào thảm hại hơn. Alfonso sau đó đã giới thiệu với German và ông nhận ra Alfonso là con trai của Anna. Ông sau đó nói mấy thứ khiến Leon rất khó hiểu và bỏ ra ngoài để suy ngẫm thêm một lúc. Trong lúc đó, Alfonso đã cho Leon và Emma biết về một lối đi bí mật bên dưới lâu đài. Nhưng dám cá là Mendoza cũng đã biết đến lối đi này và họ giờ đây không biết được hắn có bao nhiêu con quái vật trong tay. Trong lúc đó. Mendoza đã đến gặp Dion và biết được Alfonso đã trở thành một ma giáp kỵ sĩ và Raphael thì đã chết. Hắn cũng chẳng để tâm quá nhiều vì Alfonso không phải một mối họa đối với hắn. Năm xưa, vì chế tạo ra những ma cụ để phục vụ mục đích bất tử với cái giá là phải dùng máu con người để làm nhiên liệu, Mendoza đã bị sư phụ của hắn đuổi cổ vì bà cho rằng những chủng tộc cao hơn như họ phải chịu trách nhiệm bảo vệ con người, nhưng hắn không chấp nhận làm đầy tớ cho chủng tộc thấp kém hơn nên đã bị sư phụ nguyền rủa bà ta đã tước đi sức mạnh của hắn và nguyền rủa hắn không bao giờ xài được ma thuật nữa cả đời con cháu của hắn cũng sẽ chịu cảnh tương tự hắn sau đó bị đày xuống nhân gian và rồi may mắn được vua của đất nước này thu nhận nhờ lập công nhiều lần mà hắn đã có được chức vụ như ngày hôm nay nhưng khi cưới vợ và sinh con thì hắn nhận ra dấu ấn thật sự vẫn theo đến đời con cháu của hắn do đó hắn đã vứt bỏ đứa bé và giờ đây sống để phục vụ cho chính bản thân mình và vào một ngày một cô hầu gái của hoàng hậu là octavia đã tìm đến để xin được phục vụ hắn vì cô cũng là một kẻ phản bội thần linh. Trong lúc đó, Leon đã đến sút cho ông già một cú vì cứ bi quan mãi. German lúc này đã quyết định sẽ xem Alfonso như con trai mình nếu cậu là con trai của Anna. Nhưng thật ra Alfonso là con trai của em gái Anna nên mới gọi German là chú. German nhận ra nếu bản thân là chú của hoàng tử thì có nghĩa bản thân là hoàng tộc. Do đó German đã yêu cầu cả nhóm sớm đòi lại lâu đài để ổng được vui chơi hưởng lạc. Leon đã sút ông bố xuống vực vì cái tội hoang tưởng. Đến chiều hôm đó, Cả nhóm đã xuống để đưa German lên và Emma cho biết cô sẽ không thể theo cả ba vụ này vì cô còn phải đi săn một con quái. Nhóm Leon sau đó đã leo được đến lối vào bí mật mà Alfonso chỉ, nhưng Alfonso nói thẳng là bản thân đến đây cứu mẹ chứ không hề có ý định giúp cả hai giành lại lâu đài, cả hai cũng không ép Alfonso nên sẽ chỉ đi chung được đến đâu thì đi. Trong lúc đó, Hoàng hậu nghe quân lính nói về việc cô bị giam ở đây là để bẫy Alfonso thì rất đau lòng và hy vọng con trai sẽ không vì bản thân mà đâm đầu vào nguy hiểm. Nhóm Leon lúc này đã thấy những thứ kỳ dị ở lối đi bên dưới này thì biết Mendoza đã chiếm và làm bày trò gì đó dưới này. Đột nhiên lũ quái vật từ trên trần nhà rơi xuống, Mendoza đã biết họ ở đây nên cố tình thả ra để cản chân. Cả ba sau đó nhanh chóng trốn đi được và đóng cửa để ngăn chúng đuổi theo, vừa lẻn vào được nhà thờ thì Dion đã chờ họ ở đây. German muốn cả hai cậu trai đi trước và để ông tâm sự với bạn cũ. Leon muốn ở lại nhưng German có vẻ nghiêm túc nên cậu đành rời đi, lúc đi qua người Dion. Dion đã nhận ra Leon là con trai của Anna Dion đã lao đến thì bị German sút bay Dion đã hả hê mà bật cười vì German quả nhiên vẫn xứng đáng để hắn tung toàn lực Dion đã kích hoạt bộ giáp hắc kỵ sĩ để chiến đấu còn Alfonso thì khuyên Leon là đừng quá lo cho German cả hai sau đó cũng nhận thấy nơi này không có quân lính bình thường nào cả nên lũ mà gặp họ chính là quái vật do đó không cần phải nương tay còn German lúc này chỉ ngồi yên mà không đánh vì ông muốn biết chuyện đã xảy ra với Dion từ sau cái ngày đó Dion đã khiến một tảng đá rơi vào đầu German nhưng ông vẫn ngồi yên nên Dion đành phải nói ra rằng sau khi để cả hai rời đi bản thân hắn đã bị địch bao vây và dồn vào đường cùng Dion đã nhảy lên thì bị lính trên nóc nhà bắn trúng nhưng hắn vẫn nhớ lời dặn của Anna rằng một ma giáp kỵ sĩ như họ không nên áp bức con người do đó Dion đã cố dùng lời lẽ để rồi nhận lại hàng đống vết thương ngay sau đó Dion nghe tin lính địch bắt được hai kẻ ở gần lâu đài nên nghĩ là Anna và German bị bắt nên đã phá đi lời dạy để diệt sạch địch để rồi khi tìm đến thì dion nhận ra bản thân đã nhận sai người ngay sau đó mendoza tìm đến và thông não cho dion biết rằng con người không xứng đáng để họ bảo vệ hắn sau đó đã thiêu dụi dion rồi tái sinh lại hắn với một cơ thể lành lặn mendoza cho rằng dion không nên bảo vệ con người mà nên ra lệnh cho chúng bằng cách kiếm lấy quyền lực nhưng kẻ thù của dion không chỉ là con người mà còn lại những kỵ sĩ đi ngược với mục đích của mendoza dion sau đó đã bật cười vì thứ mà hắn thấy khó chịu bấy lâu đã bị loại bỏ và giờ Dion muốn hạ German để đòi lại những thứ mà German đã lấy đi từ hắn. German sau đó đã tức giận vì Dion quả là một tên ngốc. Ông sau đó đập đầu một cú xuống đất và bắt lấy hai con dao để biến hình. Ông giờ cũng sẽ không nhân nhượng nữa vì đây không còn là Dion mà ông quen. Trong lúc đó, Leon và Alfonso vô tình gặp một cô gái ở trong lâu đài, nhưng đây lại là quái vật. Leon đã chém đôi nó và nó cố bỏ đi thì bị cậu đuổi theo giết nốt phần đầu. Cả hai sau đó nhận ra sau bức tường này hẳn phải có gì đó nên đã lò mò và tìm được một lối đi bí mật. Trong lúc đó, Dion đã đẩy German ra ngoài và cưỡi ngựa lao đến tấn công. German cũng phải gọi ra ngựa để giao chiến lại. Cả hai sau đó lao lên trên không để chiến đấu. Dion đã tung xích để ném một tảng đá về phía German thì ông đã có khiên để chặn đòn. Dion sau đó hóa ngựa thành một mũi khoan và lao đến German. Ông cũng hóa ngựa thành vũ khí để lao đến đáp trả. Cả hai sau đó bị mất giáp mà rơi xuống. German đã kiệt sức nhưng Dion vẫn cố lao đến buộc ông phải ném cặp dao về phía Dion. Dion né được và lao đến cố tung đòn nhưng German đã tóm được tay Dion. Có điều Dion đã tháo tay giả và đâm một mũi nhọn vào vai German. Nhưng lưỡi dao của German đã bay về và đâm vào lưng Dion. Dion sau đó đã hỏi German về Anna. Ông nhận ra Dion chưa biết chuyện của Anna nên đã lừa là Anna còn sống. Nghe vậy thì Dion rất vui và nhờ German kiếm người thừa kế bộ hắc kỵ sĩ của bản thân. Dion sau đó đã biến mất và cả thanh kiếm của Dion cũng vậy. Trong lúc đó, Leon và Alfonso đã đến được chỗ của Mendoza. Hắn có một lớp lá chắn bảo vệ nên Leon không thể tiếp cận. Hắn muốn cả hai chờ đến lúc hắn xong việc. Hắn sau đó chiếu tia gì đó vào gương và một con quái vật đã từ trong đó bắt đầu chui ra. Hắn cho biết cứ một nghìn năm thì huyết nguyệt sẽ xảy ra một lần và vào ngày đó, tai họa từ thiên đường sẽ giáng xuống. Con quái vật đã dần chui ra và Mendoza cho rằng chỉ trình độ của cả hai lúc này là không đủ để tiêu diệt nó. Nhưng Leon sau đó đã lao lên nhắm vào Mendoza thế là alfonso cũng cố đánh con quái để câu giờ cho leon mendoza nhận ra con trai của anna giờ đây đã khôn lớn nhưng hắn gọi anna là phù thủy hắn sau đó nhận thấy sức mạnh của leon đang được hút vào nên đã hiểu ra gì đó hắn đã phù phép khiến leon bị bất động tại chỗ hắn sau đó tiến đến và cho cậu thấy cảnh mẹ cậu từng bị thiêu sống ra sao alfonso cố gọi leon tỉnh lại vì đấy chỉ là hình ảnh giả tạo của mendoza nhưng hắn đã thủ thủy bên tai leon rằng đó là sự thật Cảm xúc của Leon sau đó bị đẩy lên cực độ và cậu không còn nghe lời nói của Alfonso nữa, cậu sau đó hấp thụ một lượng lớn sức mạnh và phát nổ. German nhận ra con trai gặp chuyện thì đã nhanh chóng chạy đến, Leon lúc này đã biến hóa thành một bộ giáp lớn hơn và Mendoza cho biết đây là hình dạng thật của Hoàng Kim Kỵ Sĩ. Leon sau đó đã lao đến cấu xé con quái vật rồi sau đó nhảy ra khỏi lâu đài để vào thị trấn. Alfonso buộc phải đuổi theo còn Mendoza đã xử lý được vật cản nên tiếp tục với công việc của hắn. Leon sau đó lao xuống thị trấn và điên cuồng phóng lửa ra khắp đường xá. Alfonso giờ đây không hiểu được bản chất của Hoàng Kim Kỵ Sĩ là như nào, nhưng Alfonso quyết định sẽ phải cản Leon ở đây dù có phải lấy mạng của Leon. Cậu cho rằng German sẽ cản bản thân nhưng ông cho biết là chỉ cần đâm vào biểu tượng bên hông bộ giáp là bộ giáp sẽ tha cho Leon. Bình thường thì ông sẽ lo việc này nhưng giờ ông đang bị thương nên đành nhờ Alfonso. Alfonso sau đó đã khoác lên bộ giáp và nhảy vào cơn bão lửa của Leon. Cậu ta sau đó đã giao chiến với Leon ở trong này và rồi đẩy Leon lên trời. Alfonso vẫn cố gọi Leon tỉnh lại nhưng Leon cứ thế tích tụ một phát đạn lớn. Emma đã phải về đây để đóng băng Leon lại. Nhưng cậu sớm dã đông buộc Alfonso phải lao lên và tung một đòn sượt qua mặt của Leon và sau đó vòng ra sau sút thanh kiếm thẳng vào vị trí huy hiệu trên hông Leon. Alfonso cứ thế sút vào thanh kiếm và đẩy Leon lên cao đến khi bộ giáp tan ra. Emma đã cắt đi một tòa tháp để giúp Leon trượt xuống và rơi vào vòng tay của German ông xin lỗi vì không thể dập tắt đi khát vọng trả thù trong Leon suốt 17 năm qua nhưng đúng lúc này thì con quái vật kia đã thoát ra khỏi gương buộc Alfonso phải tự đi xử lý cậu ta sau đó lấy thanh kiếm của Leon và tự mình trở thành Hoàng Kim Kỵ sĩ Alfonso sau đó lao lên và tự biết tạo giáp để che chắn nhưng con quái đã trói cậu ta lại và Mendoza đã để nó kéo Alfonso vào ma giới những tưởng Alfonso đã ra đi thì cậu ta bất ngờ thoát ra khỏi ma giới con quái sau đó cũng lao lên đớp lấy mendoza và tạo cơ hội cho alfonso một nhát chém tan cả con quái lẫn tên phản diện leon sau đó nhìn thấy bộ giáp của bản thân được alfonso sử dụng thì tiến đến đòi lại nhưng german cho rằng nó không còn là của cậu nữa vì bộ giáp đã chấp nhận alfonso leon vẫn muốn đòi lại thì alfonso đã nhắc cho cậu nhớ cả thị trấn bị như này là do cậu chứ không phải mendoza và một kẻ gây hại cho người dân thì không xứng làm ma giáp kỵ sĩ leon đổ lỗi do sự hận thù về mẹ nhưng german đã đấm cậu một cú cho tỉnh ngộ Alfonso cho Leon một cơ hội lấy lại bộ giáp, đó là đánh bại cậu ta. Nhưng Leon đã quay đi vì Alfonso và German nói đúng, cậu không xứng đáng làm một kỵ sĩ. German sau đó nói với Emma rằng bản thân sẽ không giúp Leon nữa mà cứ để cậu tự vươn lên. Nếu cứ ỉ lại vào sự giúp đỡ thì Leon sẽ lại sa ngã. Alfonso sau đó đã trở lại cung điện thì nghe tin mẹ cậu ta đã ra đi. Do bà nghe tin Alfonso trở lại và sợ bản thân sẽ là gánh nặng cho con trai nếu Mendoza dùng bà làm con tin để chống lại Alfonso cho nên bà đã tìm đến cái chết để giúp con trai. Alfonso tự trách bản thân vì đã quá chậm, còn German trong lúc đó thì được cô gái cho mượn ga giường tìm được khi đang bất tỉnh bên đường, còn Leon giờ đây đã mất tất cả. Mất đi bộ giáp, mất đi lý do chiến đấu, cậu sau đó tự ngã khỏi vách núi và Leon sau đó đã trôi giạt vào một bờ sông và được một cô gái tìm thấy. Còn Leon lúc này đã tổ chức tang lễ cho mẹ cậu ta và nhà vua giờ đây cũng đã tỉnh lại. Alfonso đã thề là sẽ dùng sức mạnh của Hoàng Kim Kỵ Sĩ để cống hiến hết mình cho người dân và cậu đã nhận được lòng tin của người dân từ đây. Người dân sau đó đã bàn tán về Alfonso, họ cho rằng vụ thiệt hại này là do ác quỷ gây nên và Mendoza là một kẻ giao kèo với ác quỷ. Nhưng ai nấy đều tin Alfonso sẽ giải quyết tất cả giúp họ. German cũng nghe tin từ cô gái rằng Alfonso giờ đây đang là anh hùng của người dân. German giờ đã ổn và thấy cả kinh đô này cũng vậy, nên vấn đề của ông bây giờ là Leon đang ở đâu. Leon lúc này đang ở một trang trại. Cô gái đã đưa cậu về tên là Lara, cô đã hỏi thăm sức khỏe Leon ra sao thì cậu chỉ im lặng mà nhìn ra cửa sổ. Nhưng cậu cũng đã hỏi tại sao cô lại cứu cậu. Lara nghe cậu nói thì đã báo với cả nhà tin này, vì cậu đã im lặng suốt 10 ngày qua. Lara sau đó có đưa đồ ăn vào cho Leon và cậu vẫn hỏi tại sao cô không bỏ mặc cho cậu chết đi. Nhưng bà của Lara cho rằng nếu cậu chết gần chỗ của họ thì cái nhà toàn phụ nữ và người già này sẽ không chôn cất cậu được. Sáng hôm sau, Mẹ của Lara đã rời gửi đồ cho lãnh chúa. Lara thì đến nhờ Leon giúp bà cô vài việc. Cả hai sau đó ra đồng và Lara cho biết khu này có lãnh chúa cai quản và người dân đa phần toàn nuôi lợn bằng cách cho lợn lên rừng ăn quả rồi chứ chẳng có thức ăn gì khác. Sau khi trồng hành xong thì Lara đã lấy bánh mì cho Leon ăn và xin lỗi vì khu này không được dư giả nên bánh mì luôn là thực phẩm chính. Nhưng hôm nay là ngày mà lãnh chúa nhập cá về nên họ có thể sẽ có thức ăn. Thật ra tình trạng này chỉ xảy ra từ khi cha cô mất do lúc còn sống thì ông vẫn hay đi săn bắn cho gia đình có thể no đủ trong lúc đó alfonso vẫn miệt mài ngày đêm đi diệt quái vật còn sót lại trong kinh đô và cậu cũng nhận được sự trợ giúp từ german alfonso cũng có hỏi leon dạo này ra sao thì ông cũng không biết vì giờ leon cần tự vươn lên không ai được giúp cậu mà phải để cậu tự lực cánh sinh alfonso cũng không cần cảm thấy có lỗi vì bộ giáp đã chọn cậu ta chứ không phải cậu ta cướp nó khỏi tay leon trong lúc đó leon đã bắt đầu quen với cuộc sống cùng nhà lara vào một ngày Cậu đã hỏi Lara không thấy chán cuộc sống nhàm chán lặp đi lặp lại ở thôn quê hay sao? Cô cho rằng bản thân vẫn rất muốn đi du ngoạn thế giới nhưng đây là mảnh đất mà cha cô để lại nên cô không thể rời bỏ nó được. Tối đó, Leon đã cùng ngồi ăn vui vẻ với gia đình Lara và đến ban ngày thì đi giúp việc cho cả nhà. Ông của Lara đã nhờ cậu đào giúp ông con kênh để dẫn nước vào ruồng. Nó đã bị lấp sau một cơn bão gần đây, cậu đã cầm sẻng xúc thử nhưng ông được nên ông đã chỉ cậu dùng chân để dẫm lên sẻng. Những ngày sau đó, Leon liên tục phụ giúp ông làm nốt con kênh. Cuộc sống an nhàn cứ thế trôi qua ngày ngày và con kênh ngày nào cũng đã được hoàn thành. Leon lúc này mới nói tên của bản thân cho Lara biết. Cô rất vui vì được biết tên của Leon và cũng vui vì họ sẽ trụ được qua mùa đông này. Trong lúc đó, Alfonso đã sắp xếp ổn thỏa chuyện ở Kinh đô và chờ ngày vua cha bình phục hoàn toàn. Cậu ta sau đó đã giao cho Octavia chăm sóc nhà vua và không biết đây là một mối họa. Alfonso sau đó đã phải tiếp tục lịch trình bận kín lịch khi phải học từ thứ này đến thứ khác rồi còn phải tham gia tiệc để gặp mặt quý tộc và địa chủ sau đó còn phải làm linh mục cho nhà thờ để lấy tiền tài trợ cậu đã hỏi quan thị vệ là bao lâu thì mấy việc này mới kết thúc nhưng ông cho rằng đây là việc mà một hoàng tử sắp lên ngôi phải làm hàng ngày thế là nhân lúc vẽ chân dung để bán thì alfonso đã tranh thủ trốn đi cậu cho rằng ra ngoài xem người dân làm việc còn đáng quý hơn vẽ chân dung vô bổ cậu ta sau đó đã mệt mỏi và ngủ thiếp đi lúc tỉnh dậy thì alfonso nghe tin rằng chiếc xe ngựa này đã bị cướp sau khi nghe tên của tướng cướp thì cậu nhận ra không lâu trước đây có người dân đến báo án rằng gần đây có vài tên cướp đang sử dụng lâu đài cũ của một vị bá tước nổi tiếng để làm nơi trú ẩn vị bá tước đó năm xưa chưa từng thất bại lần nào và chỉ mới đánh hòa với đúng một người chỉ để giành lấy vợ từ tay kẻ đó alfonso sau đó thấy một cậu trai nữa bị ném vào xe nên đã bảo cậu trai này giữ im lặng trong lúc đó leon vô tình gặp lại emma đang đi du ngoạn Cậu đã hỏi tình hình thị trấn ra sao thì biết Alfonso đã giải quyết hoàn hảo và xứng với bộ giáp hoàng kim. Emma cũng nhận thấy Leon đã tự mình vượt lên nhưng phần nào lý do hẳn là đến từ Lara. Cô sau đó rời đi còn Alfonso lúc này thì đã bị đưa về hang ổ của đám cướp, vừa vào trong, Alfonso đã ra mặt để đánh nhau với lũ cướp, ấy vậy mà cậu trai bị bắt đây lại là người quen với con gái của tướng cướp và đồng thời German cũng ở đây. Sau khi hội ngộ thì tướng cướp đã niềm nở chào đón Alfonso vì German là người quen ở đây ông đến đây hái loại hoa huệ trắng quanh năm chỉ nở ở đây alfonso thắc mắc về việc tướng cướp tấn công thương buôn thì ông ta cho biết cậu trai đây là con của chủ ngân hàng và cậu ta lại yêu con gái ông và ông không cho phép trừ và muốn lấy tiền cho việc yêu đương bên nhà trai không chịu nên ông ta mới nhắm vào hàng hóa của nhà cậu trai để tấn công và cướp lấy quả nhiên ngay từ đầu vẫn là ổng sai cậu trai cho rằng bản thân muốn cứu người yêu ra khỏi lâu đài này vì mấy bông hoa huệ trắng ở đây đều bị nguyền người ta đồn rằng vợ của bá tước chủ lâu đài này là một phù thủy Bà ta trong thời gian chờ chồng trở về thì đã dùng máu của những phụ nữ trẻ để giữ vững sắc đẹp. Nhưng người đã từng đấu hòa với Bá Tước đã phát hiện ra việc này nên bị mụ phù thủy sát hại và giấu xác trong lâu đài. Bá Tước không lâu sau cũng trở về và phát hiện ra chuyện nên đã giết vợ và rồi đi theo người mình thương. Ai nấy đều không tin nhưng Alfonso lại nghĩ German đến đây là vì lời đồn và kiểm tra xem ở đây có quái vật hay không, chứ đời nào chú lại lăng nhăng đi hái hoa cho gái như này. German hơi chột dạ nhưng cũng chỉ nhận hùa cho đỡ thằng cháu nó khinh. Ông đến đây là hái hoa cho Simena, cô gái đã chăm sóc ông thời gian qua. Đêm đó, cô con gái đã đến nhà giam để cứu bạn trai. Lúc cả hai bỏ chạy thì cô gái vô tình ấn chúng vào một công tắc khiến cửa bí mật mở ra. Ở chỗ của German và Alfonso cũng xuất hiện cái tương tự. Còn tương cướp thì đột nhiên nghe được tiếng nói của ai đó nên đánh loạn vào tường và cái xác trong tường đã truyền ma khí vào ông ta. Cặp đôi trẻ lúc này đã xuống hầm và phát hiện xác của bá tước và vợ ông ta rồi nhận thấy người vợ quả thật là phù thủy. Nhưng German và Alfonso lúc này đã biết được sự thật rằng người vợ thật ra là một linh mục ma pháp. Cô đã phát hiện ra chồng mình và đối thủ truyền kiếp đã trở thành quái vật và điên cuồng hút máu người để gia tăng sức mạnh nhằm chiến thắng kẻ còn lại. Cô sau đó đã phải phong ấn kẻ đó vào bức tường và người chồng ở dưới hầm bằng chính sinh mạng của mình, nhưng cậu trai lúc này lỡ làm đổ nước lên vòng phép và khiến nó bị vô hiệu. Thả tự do cho tên bá tước một lần nữa, tên bá tước sau đó đã đưa con gái tướng cướp lên mặt đất và gặp lại kẻ thù cũ đã nhập vào xác của tướng cướp. Cả hai quyết định tiếp tục trận đấu còn giang dở. German và Alfonso đã chạy lên đây và lao đến để cản cả hai tên lại. Alfonso đã đối phó với tên bá tước còn German xử lý tên còn lại. Tên bá tước sau đó đã bỏ chạy và đưa cô gái lên nóc lâu đài. Còn German thì đã biến hình để đối phó với tên quái vật. Tên bá tước lúc này đã dùng khuôn mặt ghê tởm của hắn nhằm hút máu của cô gái thì Alfonso đã đến ngăn lại. Còn German lúc này đã nhẹ nhàng tung xích nối với dao để chém rơi đầu con quái vật. Còn tên ba tước lúc này đã ném cô gái xuống để đánh nhau với Alfonso Cậu ta đã nhanh chóng biến hình và cho hắn một đòn rồi lao xuống cứu người Nhưng cậu trai đã lao ra đỡ lấy cô gái và được German lao đến giúp Cả hai sau đó an toàn bên người mình yêu còn German đã hết việc nên rời đi Alfonso cũng thấy bản thân đã làm xong việc của một hoàng tử hôm nay nên cũng sẽ ra về Trong lúc đó ở thị trấn, có một nhóm thợ rèn đã tập hợp lại với nhau Họ đều hâm hộ năng lực và sự nghĩa hiệp của hoàng kim kỵ sĩ nên đã tập hợp lại với nhau để cùng tạo nên một bộ giáp hoàng kim thủ công để hỗ trợ kỵ sĩ hoàng kim alfonso nếu có nguy hiểm xảy ra vì họ cho rằng dù alfonso có bộ giáp hoàng kim và mạnh đến đâu thì cũng đơn độc cậu nhóc đây tin là với những thợ rèn giỏi giang nhất ở đây thì họ hoàn toàn có thể tạo ra một kỵ sĩ hoàng kim cho riêng mình sau vài ngày họ đã làm ra được một bộ giáp hoàng kim nhưng khi mặc vào thì nó lại rất nặng và khó để di chuyển thế là họ nảy ra ý tưởng để bộ giáp có thể tự di chuyển dựa theo chuyển động của người mặc cậu nhóc đây thấy ý này hay nên đã xin mọi người cho cậu ta một đêm để thiết kế thử sáng hôm sau cậu nhóc đã mang đến bản vẽ và nó sẽ yêu cầu thêm động cơ để khởi động họ sau đó đã nhờ người quen kiếm giúp phần động cơ và vài ngày sau động cơ đã có nhờ sự làm việc chăm chỉ của người quen kia họ sau đó đã làm ra bộ giáp mới nhưng dù đã có động cơ thì khi di chuyển vẫn rất nặng nề và chậm chạp bộ giáp sau đó thậm chí còn té ngửa ra sau và bốc khói nghi ngút đúng lúc này thì một thành viên trong đội đã mang đến lòng heo và cho rằng nếu thêm thứ này vào bộ giáp thì những khớp nối trên bộ giáp sẽ mềm hơn và nó cũng đủ dẻo dai để chịu áp lực từ bộ giáp này. Sau một vài ngày dày công sửa sang thì thành quả sau cùng của họ đã có, bộ giáp giờ đây đã có thể di chuyển ổn định và không quá nặng nề nữa. Tuy nhiên nó vẫn còn khá là chậm chạp, họ sau đó đã đưa bộ giáp ra đường cho người dân chiêm ngưỡng, Alfonso ở lâu đài thì vẫn đang làm việc bàn giấy. German có tìm đến thì Alfonso kể lại là cậu nghe tin về việc có người mặc bộ giáp vàng đi quanh đây. German cho biết thứ đó chắc chỉ là để quảng cáo. Và ông có thứ mà Alfonso cần lo hơn. Trong lúc đó, nhóm thợ rèn đã gặp một người phụ nữ và cô muốn nhờ họ diệt một con quái ở quanh đây. Còn Lara lúc này đã đến nhà tắm để kỳ lưng cho Leon. Cô nhận thấy Leon có rất nhiều vết sẹo trên người nên đã mở lời mời cậu ở lại đây lâu dài. Cả gia đình của Lara giờ đây cũng đã quý Leon và muốn cậu ở lại đây. Tuy nhiên ông của Le biết Leon sẽ không ở lại lâu vì ông nhận thấy cậu đang có nhiều sức ép. Trong lúc đó, nhóm thợ rèn đã mang bộ giáp ra và phát hiện con quái vật. Họ đã lao vào giao chiến thì bị nó cào liên tục vào bộ giáp. Tuy rất sót khi bộ giáp bị hỏng nhưng họ đâu thể chỉ tạo ra nó để trưng bày nên đành chấp nhận. Sau một hồi giao chiến thì họ nhận ra đây chỉ là một con gấu bình thường. Alfonso và German lúc này cũng tìm đến đây và nhanh chóng đến chỗ của nhóm thợ rèn. Bộ giáp lúc này đã vật ngã được con gấu và dùng chiêu thức đặc biệt là bắn ra cánh tay để đánh hạ nó. Nhưng cú này gần như không gây sát thương nên họ bị con gấu đánh trả. Bộ giáp sau đó bắt đầu bốc cháy và German thì đã nhận ra đây chỉ là con gấu nên bảo Alfonso không cần ra tay. Nhóm thợ rèn sau đó quyết định hy sinh bộ giáp khi đẩy áp lực lên cao nhất rồi ôm lấy con gấu. Người ở trong sẽ dùng lối thoát hiểm để thoát ra và để bộ giáp tự hủy cùng con gấu. Một vụ nổ sau đó đã xảy ra và German đã phải đến cứu người đang cố thoát ra khỏi bộ giáp. Nhóm thợ rèn cũng nhận ra Alfonso ở đây và thắc mắc sao một người bận rộn như hoàng tử lại có thời gian đến đây, cậu cho biết bản thân nghe về tình hình ở đây nên mới đến xem thử. Họ sau đó đã cùng nhau dập lửa và đến sáng hôm sau, German và Alfonso đã nhận ra con người không hề yếu đuối và họ đôi khi cũng làm được những điều thật bất ngờ. Và một ngày, đột nhiên ở một ngôi làng có xuất hiện một vị bác sĩ mang mặt nạ mỏ quạ và tự xưng là Fabian. Ai nấy bất ngờ vì Fabian là tên của một vị bác sĩ nổi tiếng, nhờ đó mà tay bác sĩ này đã có được lòng tin của người dân. Kẻ này sau đó đã xin được ở lại ngôi làng một thời gian và sẽ chữa bệnh cho họ để đổi lấy thức ăn. Người dân thì đều đồng ý nhưng có một kẻ thì lại để mắt đến tên bác sĩ này, thế nhưng mục đích của tên này là mong muốn theo chân Fabian để học làm bác sĩ và thay đổi cuộc đời. Tên này sau đó đến nhà của Fabian để tìm ông ta và xin được theo học, nhưng vừa mở cửa ra thì hắn đã phát hiện cảnh thầy thuốc Fabian đang trong tình trạng như bị bệnh dịch hạch gần đây. Thế là hắn ta đã để ý thấy cuốn sách điều chế thuốc trên bàn nên đã lao đến bóp cổ ông ta để hòng đoạt lấy kiến thức. Thầy thuốc bị bóp đến tắt thở và cuốn sách đội nhiên lên tiếng bảo người đàn ông chạm vào nó và nó sẽ cho kẻ này kiến thức cao thâm hơn cả một thầy thuốc hoàng gia. Vừa chạm vào cuốn sách thì một luồng khí hắc ám đã tuôn ra và nhập vào mặt của tên giết người, hắn sau đó phóng hỏa thiêu rụi nơi ở tạm thời của lão bác sĩ và rồi trốn đi. Hắn đeo lên chiếc mặt nạ hình mỏ quạ và lên đường đến nơi khác để hành nghề. Vài ngày sau, Simena đã đến gọi German dậy sớm để cô đưa ông đến chỗ thầy thuốc khám thử gọi mãi không dậy nên cô đã chủ động đi đến và giật tung chiếc ga giường để gọi German dậy. Ông sau đó bị dẫn đến chỗ của tên sát nhân kia, hắn giờ đây cũng lấy tên là Fabian và mở một túp lều để chữa bệnh giữa thị trấn. Và Simena cũng đã xin theo học hắn để biết cách chữa bệnh. German sau khi được khám tổng quát thì không hề bị thương ở chỗ nào nên có thể ra về. Nhưng khi nghe tin Simena đã nhận Fabian làm thầy và ở lại đây làm việc thì German rất bất ngờ. Nhưng Simena đã đuổi German về cho người khác khám bệnh. Vừa ra ngoài, German đã gặp lại cậu nhóc bị sổ mũi mà ông từng đem cho chiếc ga giường để giữ ấm. Cậu nhóc bất ngờ vì ông chú trần truồng ngày nào giờ lại mặc đồ. Mẹ cậu nhóc đưa nhóc ta đến đây khám vì nghe tin là có khám miễn phí nên cũng muốn nhờ thầy thuốc chữa cho con trai bà. German cho rằng đất nước này bây giờ đang được một người tốt như Alfonso cai trị nên mọi người cứ tự tin lên mà sống. Có hai cô gái sau đó đã chạy đến tìm German nên ông đã tranh thủ đi chơi và để cho Simena hờn rỗi ở lại. Simena sau đó đã tiếp tục làm việc cho Fabian đến tận tối thì được hắn trao cho một thứ giúp cô nhanh làm khô tay do cô thường xuyên phải làm những việc dọn dẹp và giặt rũ. Cô sau đó đã nhận lấy quà tặng và ra về. Còn trong lúc đó, tên Fabian đã chữa trị cho một cô gái và hắn giờ mới bộc lộ bản chất thật. Hắn cho biết con người có một loại chất dịch giúp phục hồi lại thương tổn trong cơ thể. Và chất dịch đó sẽ ngon nhất khi một con người đang trong quá trình hồi phục. Hắn sau đó đã mở miệng và lao đến nút chừng lấy bệnh nhân. Vài ngày sau đó, Simena nhận thấy German thường xuyên ra ngoài từ rất sớm nên cô đã âm thầm bám theo và phát hiện German đi gặp Alfonso. Alfonso cho biết gần đây tình trạng người mất tích khá nhiều và Alfonso nghi ngờ là có liên quan đến quái vật. Họ hiện tại không thể xác định nổi khu vực và nạn nhân sẽ bị nhắm đến tiếp theo là ai. Gió sau đó thổi đi áo choàng khiến Simena cũng nhận ra Alfonso và tự hỏi sao German lại có quen biết với người cao quý như Alfonso. Cô sau đó đã hẹn gặp German và nghĩ rằng ông đã được Alfonso giao cho một nhiệm vụ quan trọng và sắp rời khỏi đây nên đã cho rằng German không cần vì cô mà ép bản thân ở đây. Nếu ông muốn rời đi thì cứ rời đi nếu muốn. Cô sau đó đau lòng chạy đi còn German tối đó đã thất tình mà ngồi buồn rầu trên nóc nhà. Alfonso tìm đến và thấy ông chú có vẻ chán đời. Nhưng dù chán nản là vậy thì German vẫn phải làm tròn bổn phận của một kỵ sĩ. Ông sau đó đi tuần còn Simena hôm đó đã lấy thứ thuốc làm khô tay mà Fabian cho để bôi thử lên tay. Đột nhiên cô sau đó đến gặp Fabian với nhiều vết phát ban trên mặt nên Fabian đã phải chăm sóc cho cô. German sáng hôm sau đã trở về thì nghe chủ trọ báo tin về Simena nên đã nhanh chóng chạy đến chỗ Fabian để tìm cô. Fabian lúc này đã điều trị cho Simena đàng hoàng vì muốn vượt qua thứ mà Fabian đời trước đã không đánh bại được. German sau đó đã đến gặp và nghe từ Fabian rằng Simena sẽ sớm bình phục. Fabian cũng muốn German sớm trở về để hắn có thể nghỉ ngơi và mai còn phải chữa trị cho cả thị trấn này nữa. German đã để ý đến câu nói này. Ngay sau khi ông rời đi thì Fabian đã có ý định sơi tái Simena. Nhưng German đã quay lại vì ông nhận ra người dân mất tích quanh thị trấn là do hắn mà ra. Hắn lúc này nhận ra German là một ma giáp kỵ sĩ. Ông cũng ngay lập tức biến ra bộ giáp để nghênh chiến. Cả hai sau đó thổi bay đối thủ ra khỏi lều và tên Fabian lúc này đã mang trên mình một cơ thể của quái vật. Đã vậy còn có khả năng hồi phục. Hắn cho rằng bản thân là một thiên tài rồi tự tiêm thuốc để cơ thể hắn to lên hắn sau đó đã hành lại dơ mừng ra bã nhưng bản tính của một lương y đã khiến hắn tự tay chữa lành vết thương cấp tốc cho dơ mừng thấy đối thủ chấp đến vậy thì dơ mừng cũng không khách sáo mà kích hoạt lại bộ giáp để xiên cho hắn một lỗ ông sau đó lao đến và gạt nhẹ cái đầu khỏi cơ thể quái vật đó sáng hôm sau Simena đã trở về nhà và cô cho rằng dơ mừng tốt nhất là nên trở về với hoàng tộc nhưng ông cho rằng cô đã hiểu sai và việc cô thấy Alfonso cúi đầu trước ông là một sự hiểu lầm mà sau này ông sẽ giải thích. Ông ở lại đây vì ông thích cô chứ không phải vì mang ơn cô nên ông mới chọn ở lại đây. Simena sau đó thấy một con chim bay đến và German đã nhận ra gì đó nên bảo cô cứ nghỉ ngơi tiếp một thời gian nữa, vì bác sĩ đã rời đi và không còn ở đây nữa. German sau đó đã theo con chim kia đến gặp nữ thần và bà ta cho biết Mendoza thật sự vẫn chưa chết. Ngày hôm đó, Leon vẫn đi lượm củi với Lara như mọi ngày thì lúc về được nghe tin là Alfonso sắp đi qua đây. Cả hai gặp lại nhau và Leon đã không còn trẻ trâu như trước nên đã mở miệng xin lỗi Alfonso vì đã gây hại cho cả thị trấn. Leon nhận ra bản thân mới là người non nớt và chưa hiểu gì về thế giới này. Cậu đã không biết gì về thứ gọi là gia đình và chỉ để bị ngọn lửa thù hận thao túng, cậu chấp nhận nhường lại hoàng kim giáp cho Alfonso và muốn cậu ta làm cho tròn bổn phận vì giờ đây Leon đã tìm ra thứ bản thân muốn bảo vệ. Lúc ra về Leon nghĩ về việc Alfonso đã cảnh báo rằng nơi này có một con quỷ Alfonso sáng hôm sau đã đích thân đi vào rừng kiểm tra và Zabura của riêng cậu cho biết đây là một loại quỷ sống dưới mặt đất. Leon cùng gia đình mới đã sửa lại nhà cho mùa đông. Tối đó, Leon nghe thấy một tiếng động lạ nên đã ra ngoài kiểm tra thì con quỷ mò đến. Cả nhà tỉnh giấc và Leon đã bảo họ chạy đi còn bản thân đi tìm Alfonso, nhưng con quỷ đã phóng hỏa đột nhà. Ông nội tiếc mớ hạt giống nên quay về khiến cả nhà cũng chạy theo. Leon vừa tìm được Alfonso thì liền chạy đi tìm Lara, nhưng giữa đường thì thấy con chó của cả nhà nằm đấy. Alfonso lúc này đã giữ được con quỷ bằng cách ném kiếm cắm thẳng vào đuôi nó. Leon vừa chạy về thì ngỡ ngàng khi cả nhà đã bay màu. Lara thì bị đè dưới đống đổ nát và đang hấp hối. Bên này Alfonso đã lo xong con quỷ và Lara thì cũng đã nói hết những lời cuối với Leon trước khi ra đi. Alfonso thấy cảnh này thì đã để lại cho Leon thanh kiếm với hy vọng cậu sẽ tìm ra lý do để chiến đấu hoặc lại mù quáng trả thù. Cậu đã đi đến nhà Mena để tìm nốt German nhưng ông đã biến mất mấy ngày nay. Alfonso vừa rời đi thì German xuất hiện. Ông sắp phải rời đi nên trả tiền trọ cho Mena nhưng cô lại muốn ở cùng German mãi mãi. Ông đã tìm ra chân lý của đời nên làm nốt bổn phận với cô. Trong lúc đó, Leon đã đưa Lara đi chôn cất thì bị lòng hận thù quấy phá. Cậu cố gạt bỏ nó đi còn Alfonso thấy bản thân không nên để Leon một mình nên đã đi tìm. Khi tìm thấy thì Leon muốn lấy lại hoàng kim giáp vì cậu cần sức mạnh để bảo vệ mọi người. Tuy nhiên cậu phải chứng minh bản thân xứng đáng với nó nên cả hai đã xông vào quyết chiến. Leon hoàn toàn trên cơ khi cậu luôn là người đánh văng được đường kiếm của Alfonso. Chính cậu ta cũng nhận ra điều đó. German tối đó đã rời đi và Zabura của ông lần đầu tiên nói chuyện lại sau thời gian dài im ắng. Vừa hay thì giờ là lúc mà ông đang cần đến nó. Leon lúc này đã cùng Alfonso đi tìm diệt một con quỷ trong rừng. Cậu đã chính thức lấy lại bộ giáp và cả Zabura, cả hai sau một hồi múa máy để né đi dây leo thì cũng đã cùng nhau hạ được con quỷ. Cậu gặp lại ông bố gàn dở và German cho biết ông sẽ đi giúp Mendoza vượt ngục. Họ không hiểu gì nhưng German cũng chỉ cho biết đó là lệnh từ thần khuyển và rời đi. Hai cậu trẻ đã tìm đến thần khuyển chất vấn nhưng bà ta từ chối trả lời mà chỉ cho họ biết là Emma sắp chết. Hai ông cháu sau đó đã chia ra. Leon sẽ đi cứu Emma còn Alfonso sẽ về cung và cố tìm thông tin về German. Cậu đã tìm được Emma tại một thị trấn nơi cô đang chiến đấu với một con quỷ mà cô đã săn đuổi lâu nay. Việc Leon xem vào khiến kế hoạch chết chung của Emma đổ bể nên cô muốn Leon đừng có xen vào. Nhưng Zabura đã đánh dấu lên con quỷ nên cả hai đành phải hợp tác nếu muốn bắt được nó. Zabura biết một vài thứ về con quỷ mà Emma săn đuổi nhưng cô thà nói ra còn hơn để Zabura làm nhảm. Cô cho biết con quỷ kia là Lucy và là chồng của cô trước đây. Anh ta mong muốn cứu con người khỏi quỷ đồng thời ngăn họ trở thành chúng, nhưng cách để làm không hề dễ dàng hoặc có thể nói là gần như không có. Càng cố thì Lucy nhận ra anh chẳng thể cứu được ai nên đã quỷ hóa và phản bội lại ma giới đoàn emma từ đó đã thề sẽ tiêu diệt con quỷ đã lợi dụng nỗi đau của lucy để chiếm lấy anh ta cả hai ngày hôm sau đã lắp đặt một cái máy gì đó để chuẩn bị chờ lucy tìm đến leon hứa sẽ không can thiệp trừ khi lucy nhắm vào thị trấn và giờ ta hiểu chiếc máy này để làm gì nó bắn ra những con diều bay để emma đu qua đu lại giữa chúng cô bị bắn trả và làm rơi mất chiếc súng móc lúc sắp rơi chúng một cọc nhọn thì lucy đã bay đến đỡ nhưng anh ta muốn cô nghỉ ngơi trong bụng mình nên cô đã rút dây buộc tóc và biến nó thành một cây giáo đâm xuyên đầu Lucy. Leon sau đó đã nhanh chóng lao đến đỡ lấy cô và đưa về chữa trị. Hai con người mất đi người mình yêu thương nhất đã về chung với nhau và có một đêm không ngủ. Ngày hôm sau cả hai đã tìm về cung điện nhà Alfonso và Alfonso muốn biết Emma có ổn hay không. Cả ba đã bàn về chuyện của Mendoza và German nhưng những nơi có thể đều đã được tìm qua và Alfonso nghi ngờ cô hầu gái Octavia vì cô ta từng là trợ lý của Mendoza lúc vào thăm vua cha thì alfonso và emma đã cố tình rung chuông cùng lúc để xem thử liệu octavia có phải quỷ hay không cô ta hoàn toàn bình thường nên alfonso nghĩ là bản thân đã quá đa nghi tối đó octavia đã tự đi tìm và báo cáo lại cho mendoza đang ẩn nấp lúc đi lên cô ta bị alfonso bắt được nhưng người này lại là laura một cô hầu gái khác cô ta xuống đây để lấy một loại nước sạch ở dưới này cậu ta nghe được chính octavia là người tìm ra nên sáng hôm sau đã cùng leon và emma xuống kiểm tra lo sợ sẽ bại lộ nên cô ta đã báo cáo lại cho mendoza lúc tìm đến thì cô ta không ngờ là emma đã đặt bẫy nên đành đuổi theo cô ta đã chạy lên và đóng chặt cửa ra rồi chạy đến phòng của nhà vua và gọi ra một con quỷ để nó ăn thịt laura rồi lừa rằng laura đã hóa quỷ và chấp nhận mất một chân để chứng minh bản thân vô tội nhóm leon sau đó đã đến hạ con quỷ và hoàn toàn không có chút nghi ngờ gì tới cô ta họ quay lại cam hầm để dò xét thì german xuất hiện và cấm họ tìm kiếm sâu hơn Leon đã buộc phải rút kiếm ra để đối đầu với ông già nhà cậu. Cậu muốn biết lý do nhưng German muốn để lưỡi kiếm nói chuyện. Cả hai nghiêm túc chiến đấu và lên đến nóc nhà. Thần khuyển đã gửi tin đến cho biết đêm nay sẽ là nguyệt thực và quỷ sẽ ồ ạt qua đây. Mendoza chính là cánh cửa giúp bà ta phá bỏ phong ấn cho một con quỷ to lớn có tác dụng là làm cổng cho lũ quỷ tràn ra. Bằng cách này thì bà ta có thể tiêu diệt được một lượng lớn quỷ với cái giá là hy sinh cả kinh đô này. Leon không chấp nhận việc hy sinh người dân nơi đây để cứu lấy toàn bộ nhân loại nên tiếp tục cầm kiếm lên chơi tới với German cả hai bật giáp và quyết chiến bằng toàn bộ mọi thứ Leon nhớ lại lời ông từng dạy nó rất khác với những gì ông đang làm lúc này cả hai đã dồn lực vào đòn cuối và Leon thì đánh bay được cặp song đao của German nhưng ông thì cao tay hơn khi vòng ra sau và sút cậu xuống nước ông sau đó đã đến gặp Mendoza và được đưa đến chỗ của Anima con quỷ sẽ được dùng để làm cổng và thả lũ quỷ sang đây Anima sẽ lo liệu việc ăn hết đám quỷ kia Leon thì nhặt được Zabura của ông và được nó cho biết rằng German chưa hề có ý định bắt tay với Mendoza mà chỉ muốn tiếp cận hắn nhằm tìm ra Anima và diệt trừ hậu họa. German lúc này cũng nói ra mục đích thật sự của bản thân và chiến đấu chống lại Mendoza và lũ quỷ hắn tạo ra. Octavia bị đem ra làm lá chắn cho hắn thì German đã nhanh chóng chuyển đòn tấn công và lấy đi một tay của hắn. Mendoza kịp trả đòn nên German đã lấy cánh tay và bỏ trốn. Nhóm Leon lúc này đuổi đến nơi Mendoza ẩn nấp thì bị giam vào một kết giới do hắn tạo ra. German thì cầm cánh tay về để mở một cánh cổng nhưng nó chẳng được bao lâu thì sắp đóng lại. German buộc phải bỏ lại một thanh đao để chặn cửa và tự mình chống trả đoàn quỷ đang kéo đến, nhưng sức người cũng có giới hạn cộng thêm vết thương ban nãy khiến ông chẳng thể trụ được lâu và bắt đầu đuối hẳn. Nhóm Leon thì đã tìm ra ba vật thể duy trì kết giới và phá được nó rồi tìm đến để trợ giúp German, họ chạm mặt một lớp kết giới dày đặc khác và quyết định băng qua thay vì giải trừ. Octavia cũng liều mình biến thành quỷ để nhằm ngăn chặn nhóm Leon. Họ đã thành công qua được kết giới và tìm đến cánh cửa mà German đã liều mình giữ lấy. Ông thấy cả nhóm đã lên đến thì lao thẳng vào trong kia và đâm cho cục đá khổng lồ này rơi xuống dưới nhằm tiêu diệt Anima, và thứ đầu tiên ông nhìn thấy khi xuống là Octavia ở dạng quỷ. Cô ta bỏ qua German mà lên tìm nhóm Leon, Leon muốn xuống thì bị cô ta chặn lại nên Alfonso đã nhân lúc cô ta tự sướng với cánh tay của Mendoza thì ôm cô ta lao thẳng ra ngoài. Emma cũng tặng Leon một nụ hôn rồi cùng Alfonso ra ngoài chiến đấu với Octavia. Cô ta muốn quay lại thì bị Emma nhốt lại vào một kết giới mà cô trôn được từ phòng của Mendoza. Leon đã lao xuống và diệt hết lũ quỷ cản đường. Cậu hét lên tìm German thì Mendoza cho biết đây là những gì còn sót lại của ông. Một bức tượng đỏ sẽ trở thành một phần cho cánh cổng của hắn. Trong lúc đó, nhóm Alfonso đã buộc phải ra khỏi kết giới và đánh nhau ngay trên thị trấn. Mena cùng người dân đã nhanh chóng di tản còn Mendoza nghĩ rằng Leon đã sốc và không thể di chuyển trước cái chết của German nhưng cậu dù buồn cũng không được để cho hận thù lấn át và mất kiểm soát một lần nữa. Alfonso và Emma đã thành công găm hàng đống cọc và Octavia và vẫn chưa chắc cô ta đã tiêu đời hay chưa. Thần khuyển đã hy vọng là German làm nên chuyện nhưng giờ đã đổ bể nên bà ta sẽ tiếp tục kế hoạch như đã định. Alfonso nhờ Emma đưa cậu đến trung tâm của thần khuyển có việc. Còn Mendoza lúc này đã hoàn thành việc giải phóng Anima nên mặc kệ việc bản thân vừa bị Leon đâm trúng, lũ quỷ lần lượt rơi xuống và bị Anima nuốt chừng nhưng cả toàn thành của thần khuyển cũng sắp rơi xuống thị trấn nên alfonso đã bay lên và chặn nó lại emma thì chạm mặt với octavia và bị cô ta bắn một phát bị thương nhưng cô ta đã tới giới hạn và tiêu đời thật sự còn alfonso đã hy sinh bộ giáp kỵ sĩ để cản lại cả tòa thành của thần khuyển bà ta thấy kế hoạch bị phá ngang nên đành giao lại cho hội leon tự xử con quái vật khổng lồ sau đó đã hút đi sinh mạng người dân để bù lại sức mạnh cho nó leon nhận thấy nó có thể bị thương nên vẫn có thể chết nhưng Mendoza cho rằng bản thân mới là kẻ sẽ thoát khỏi vòng luân hồi của sinh tử. Hắn sau đó đã tự đâm vào người và hút cả con quái vật khổng lồ vào trong cơ thể hắn. Emma và Alfonso lúc này cũng tỉnh lại ngay giữa quá trình biến đổi của Mendoza. Hắn sau đó đã có được một bộ dạng như thánh thần. Leon đã lao đến chém đầu hắn thì hắn ngay lập tức nối lại được và đánh bay cậu. Hắn nhận ra đây chính là sự bất tử mà hắn luôn thèm khát. Hắn sau đó đã đập cho Leon một trận ra bã. Còn Alfonso lúc này thì được hình bóng của Rafael kêu gọi tiếp tục đứng dậy chiến đấu cậu ta đã đứng dậy được nhưng chưa thể giúp leon được nên cậu vẫn bị đập ở trên kia mendoza cho rằng sư phụ của hắn đã sai khi cho rằng con người vốn đã bất tử chỉ bằng việc sinh đẻ nhưng hắn cho rằng nếu chưa có con mà đã chết thì một con người xem như tuyệt diệt và sẽ chẳng có gì bất tử ở đây cả nhưng leon vẫn cố chống trả và cho rằng suy nghĩ ấu trĩ của hắn mới là sai emma lúc này đã tìm được con dao của german và ném đến chỗ alfonso Cậu ta cũng đã ném lên cho Leon bắt lấy và Leon sau đó đã kết hợp cả hai bộ giáp lại với nhau để tạo ra một bộ giáp mạnh hơn và còn biết bay. Cậu cho rằng con người được xem là bất tử là vì thứ cảm xúc mà họ tạo ra mới là thứ trường tồn mãi mãi, nhưng hắn chẳng thèm quan tâm đến lời của một con chuột nhát. Hắn sau đó bắt đầu giáng hàng loạt cánh tay về phía Leon thì cậu đã vung kiếm chặt đi chúng nhưng ngần đó vẫn chưa đủ. Cánh cổng dưới kia bắt đầu đóng lại nên Leon đã quyết định kéo Mendoza xuống ma giới và phong ấn hắn ở đây mãi mãi. Nhưng cậu cũng dự định là sẽ dùng mạng của chính mình để giữ hắn ở đây cho đến khi cánh cổng đóng lại, nhưng hắn nhận ra điều này nên khi vừa bị Leon đẩy vào cổng thì hắn đã cố bay lên. Nhưng cậu đã phóng xích để kéo hắn xuống và còn ghim cặp song đao của German vào đá để hắn không thể chạy thoát. Cậu sau đó tiếp cận và đâm một nhát để ghim hắn vào đá chặt hơn nhưng hắn cho rằng cậu sẽ chẳng thể giữ được tránh khỏi loài người, vì sẽ có một lúc nào đó, con người ngu ngốc sẽ lại thả hắn ra, nhưng cậu tin là các ma giáp kỵ sĩ và linh mục sẽ không để điều đó xảy ra. Emma và Alfonso lúc này đã tạo dây xuống dưới để kéo Leon về vì nếu cánh cổng đóng lại thì cậu sẽ không thể trở về được nữa. Đúng lúc cậu đang có ý định hy sinh thì bộ hoàng kim giáp đột nhiên tách ra và tạo thành ngọn lửa thiêu đốt Mendoza. Ngọn lửa này là từ Sara, mẹ của Leon, bà đã luôn để ngọn lửa này bảo vệ Leon từ khi cậu được sinh ra. Cậu nhận ra đây chưa bao giờ là ngọn lửa hận thù mà là ngọn lửa tình thương từ mẹ cậu. Sara sẽ thiêu đốt Mendoza ở đây mãi mãi, còn Leon sau đó đã được con ngựa của German đưa lên chỗ cánh cổng ông cũng xuất hiện và đi theo con trai một đoạn đồng thời nhờ cậu đến thăm ximena thay ông cậu sau đó đã thành công thoát khỏi cánh cổng thời gian sau đó alfonso đã cùng người dân sửa sang lại thị trấn ai nấy đều mong alfonso sẽ sớm lên ngôi và cũng cầu cho vua cha hiện tại sớm khỏi bệnh leon sau đó đã rời đi và đến thăm mộ của lara cậu cũng gặp lại emma và cô cho biết bản thân sẽ về quê nhà một chuyến để nghỉ ngơi chiếc nhẫn của german có hỏi cô liệu có còn trở lại hay không thì cô không nói Leon sau đó đã đến nhà của Simena và biết được chiếc vòng của German cũng đã được trao lại cho Simena. Chiếc vòng dự định sẽ đợi đến khi con của German và Simena ra đời thì sẽ trao lại bộ giáp bạc cho đứa trẻ đó. Còn Leon cũng dự định sẽ sớm lên đường tìm người thừa kế cho bộ giáp hoàng kim của cậu. Và phim đến đây cũng là kết thúc.